đó, chay nè, chay ngồi trên vai ba nè cô chú. Không, cái cảng này rất rất là đẹp luôn, sạch sẽ, mới. Chay, chay con nói đi chay. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Con nói đi, nói Việt Nam đi. Nó đang chơi trên đầu trên cổ của ba đó. Chơi trên đầu trên cổ là có thiệt. Ơi, có mặt của đồ sao có nhìn kìa. Mình muốn giọng cho giọng không? Vậy ai dạ. Chạy đi rồi. Đâu đâu. Ai gì ABC bye. Mình đang quay clip mà kêu ABC bye. Bye. Bye bye. Về về Việt Nam không muốn quay clip nữa, muốn bay hết rồi. Ham chơi quá vậy, sao con ham chơi vậy? Ai lên lên lên. Con ham chơi mà con quên nhiệm vụ luôn á chứ. Mua nè. Trời ơi đó, cô cha cô chú thấy chay chưa? Giờ đi mua kẹo, ăn kẹo rồi này kia tùm lum hết. Rất là vui luôn cô chú ơi, đi vô đây có rất là nhiều cô chú biết tới luôn. Wow, đã dữ người ta. Dạ được. Cheese. Chị đi quan xem cheese. Bà Oanh mua đây. Con nói thank you bà Oanh đi. Thank you bà Oanh. Bà Oanh. Bà Oanh, con nói đi bà Oanh. Bà Oanh. Anh kêu bà Oanh. Con nói bà Oanh. À, bà Oanh mua chơi chay đó cô chú. Rất là vui luôn cô chú ơi, hồi nãy giờ vô đây được gặp rất là nhiều cô chú có coi kênh của gia đình là chạy lại nói chuyện rồi nữa. Chạy đi. Con nói bà Oanh. Bà Oanh. Cái kẹo có nè bà, mang bảo bảo mua 3 cây luôn, đứa 1 cây nè. Đó, chay bây giờ có mấy cái này là khỏe rồi, cô chú làm bận cả ngày luôn đó. Is that yours? Is that yours? Can I have one? Sharing. Can we share? Sharing. Dạo này là ích kỷ lắm nha. Đây, đây, hạt tiêu đánh đá mà còn ích kỷ. Đi đi. Oh, thank you for sharing. Dạ chưa, cô Oanh. Later. Chút nữa. She pay for it. Say thank you, baby. Oh, thank you. Say cảm ơn. Cảm ơn. Sai lầm chị bốn đưa cho nó 3 cây chứ. Thì bởi vậy con nói sai lầm không được. Sai lầm vẫn là mẹ đó. Dụ đúng không? Không, nó chỉ có ngủ thôi thì lấy được. Ooh, look at that. Wow. Chụp hình đi chay. Đứng chụp tấm hình giơ số 2 lên. Chụp hình là mình phải đưa số 2. Say cheese. Say cheese. Này phải ngay quay vậy bị ngược sáng rồi. Vậy mới đúng nè. Quay nè. Đi. Đẹp quá. Con cho cô chú cái không? Con cho cô chú cái đi. Rồi chu cái mỏ ra muốn giọng. Giọng dễ sợ. Gì vậy đâu? Ồ oh, wow, có đồ. Có đồ nữa kìa chay kìa. Đó. 777 không được. Đó, ô cha vợ trả rồi đó. Nó trả rồi đâu. Nó đồ mua bubble á. Đó, nó trả rồi đó. Ứng nó chưa? Mua cho nó 1 cây lên chỉnh chân. Đây đây. Đây nè nè, con muốn màu nào con lấy đi, con muốn màu nào. Con cầm này trước thì lát em. Muốn màu nào, con muốn nào, màu nào. Jade, right here. Jade, here you go. Cảm ơn chưa? Em bé. Rồi, màu đó. Bubbles. Jade đi, that's bubbles. No, she wants. Nó muốn thôi. Muốn chút dành với anh hai không có cho nha. Bông à, không lạ đâu. Sà bông. Đấy, what? Chưa nổi lên trời. Cho hết thời gian cái giờ. Nhiều rồi chú ơi. Nè, cầm giùm coi. Không, cô Oanh, để cô chảy đi cô Oanh. Có tiền lẻ mà mày. Không, cô muốn đọc, cô muốn lấy tiền lẻ. Tao đổi cho mày. Thôi, để con. Chị đi. Chị có mua 2 cái thì không? Mua 2 nhiêu cái hả? 30. Wow. 2 cái bao nhiêu?
đó cái gì ấy, cái gì của anh chú đợi anh đừng nè, con có nè, con có nè chay, trời ơi, đi 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 có đồng mới hơn tí không anh, trời ơi, tiền mới tiền cũ nè, đây 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 cái nào con lấy nè, đó đồng mới hơn tí đó, ăn đây đó, đúng rồi đúng rồi, đi 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 không, cái này mình mua rồi, đi ở Mỹ được một cái tiền rất là đắt, dạ dạ. Có bé thì thôi, tiền nào cũng là tiền đó, ngộ lắm luôn. Không quá con lấy được cái đó. Rồi con cảm ơn chú. Dạ. À, có mua cho chay cái nón Bình Hà Long không ta? No. JD. JD. JD, you want this? Look. Đổi vô mẹ coi coi. No, cái gì mà no quá đẹp luôn chứ no chứ mày. Nè cái đó nhỏ hơn kìa. Mà có cái vẻ Hạ Long ở trên đó không cô chú? Cái đó không có vẻ Hạ Long giống như vậy hả chú? Không, trả lại cho chú, trả cho chú mà ngoại cầm của con rồi. Đây nè. Đây nè, đổi lên, đổi lên mẹ coi coi. Đổi lên mẹ coi coi. No. Nó không chịu rồi chú ơi. Nè chú. Coi được nó không, coi được nó không. Lấy một cây thôi nha. Bé cũng ăn là bỏ ra. Vậy lấy cho nó cái màu. Xin em mẹ cho nè. Màu nào? Màu đó phải không? Lấy một màu thôi. Cái gì vậy? Anh bố lấy một cây cho nó, anh bố rồi mình trả tiền. Tại vì cây đó mình trả tiền rồi đó. Con này nó rối thị trường thì ngủ thiệt chứ. Cái nón nó có ai ạ? Bên đây nè. Đưa nó luôn đi. Nó chưa lấy mà đưa nó luôn. Con này nó rối thị trường. Gotta be careful, there's no railing. Cái này chạy một hồi là đổ đó. Nhảy đi chay. Chay nhảy đi chay. Chay nhảy đi chay. Làm gì vậy? Chay be careful. Nè cái này không có cái rào cản đó nha, chạy xuống dưới là lọt dưới luôn á. Đó, ba đứa bây giờ đứng chơi bong bóng đó cô chú. Giờ là bắt chước Vincent rồi, không có cần thổi nữa, lấy gì vũ ra thôi. Đó. Hai dân chơi đó. Đổ nha, đổ nha. Cẩn thận nha. Sổ vô cao lùng quá mà sổ sao nổi. Chứ người mẫu mà sổ sao nổi rồi, làm đi người mẫu. Làm thôi là đổ hết chứ còn đâu đâu chơi. Ờ, công chú bóng này sổ. Wow. Rồi vậy vậy đó. Nô gì có ai giành đâu nô. Ê bậy bậy. Cái này là bậy nha. Cái này là bậy á. Tại sao lại hất hủi? Tại sao nó khổ hất hủi bằng hất hủi ba ly vậy? Hai cái đứa này nè. Coi cô này bày hàng ra bán, nó ngồi lấy có nhiều vòng vàng của ta đeo vô hết coi được nó. Coi đó kìa. Trời ơi trời, coi vô mùa này, nó là vô mùa này. Thôi, trời ơi coi kìa. Chơi thôi chứ còn. Coi được không? Bị chặt rồi. Chặt rồi. No, bây giờ nói lại nè. Bé ăn kẹo không? Ăn kẹo rồi nó nói nè. Bây giờ nói mẹ nè, nói mẹ nghe nè. Bị chặt rồi. Nó đi chặt rồi. Nói cho cô chú nghe đi chay. Để mày cho cái sâu môi nè. Chó thấy gì chó rồi. Con chó biết rồi. Nhưng mà đây nè. Sơn không? No, you wanna con quần sơn môi không? Rồi thấy con chó là không có sơn gì nữa hả? Nè, sơn không? Không sơn thôi. Nhớ nha. Bị chặt rồi. Nói đi chay. Con nói bị chặt rồi đi. Tại nó nói mắc cười mà cầm điện thoại lên nó không nói nữa, còn được đời nó không? Nãy nói là đúng đúng là từ tiếng của mấy cô mấy chú ngoài đây luôn á. Bị chặt rồi. Chặt rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Con nói đi chay. Việt Nam. Úi giời ơi. I love you. Đó, chay. Chay đi chơi từ sáng giờ này cô chú ơi. Đi chơi mà xúc dép xúc dài luôn. Ê, lụm unicorn lên.
Làm unicorn đi con lên con. Bỏ unicorn vô. Con đây, úi giời ơi. Nói đi chạy. Thằng này ăn nó hát biết luôn. Nó hát từ mọi khắp mỗi nơi là sân khấu của nó đó. Hay quá. Hay đứng người ta vỗ tay. Ai cũng cần sạc pin đó hả? Ủa giờ còn mấy chục phút lần mà đúng rồi, ngồi sạc pin đi chứ. Để chút có xe đi, để chút có xe có pin đi. Đừng có giành. Đừng có giành. Trời ơi, đây, cô chú thấy chay không? Ai cô chay cũng chạy tới hết. Trời ơi. Chết luôn.